Xin chào mọi người, hiện tại em đang có mặt tại nhà của chị Nguyễn Thị Phương Tuyền, sinh năm 1985, thường trú tại Đội Nam, thôn Điền Chánh, xã Nghi Điền, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Thì hiện tại chị gia đình chị thì có hai con nhỏ, con gái lớn của chị tên là Nguyễn Phương Thổ, sinh năm 2011. Con gái ông tên bác sĩ của chị 6 tháng tuổi tên là Nguyễn Anh Khôi, sinh năm 2022. Và khi mà sinh cháu Khôi á thì chị mới phát hiện là chị bị bệnh nan y, bị ung thư buồng trứng giai đoạn 3. Thì gia đình thì rất là khó khăn, không có khả năng để tiếp tục chạy chữa cho gia đình chị cái cũng cho chị. Thì chị đang điều trị tại bệnh viện Sở Nghi Đà Nẵng, có chi phí điều trị rất là khô. Thì biết được hoàn cảnh của chị thì em và anh Tạ Xuân Trung có đến nhờ xác minh và có được sự đồng ý của gia đình thì tụi em có đứng ra vận động cho chị tiền và viết bài kêu gọi tiền fanpage Nghĩa Điền Quê Tôi và Facebook của anh Tạ Xuân Trung. Rất là vui vì hoàn cảnh của chị thì nhận được rất là nhiều sự quan tâm của bà con đồng xa, của quý mình nhà hội tâm, quý mình quân và đấy cũng có đến nhờ tham hỏi và cũng có hỗ trợ cho chị. Và hôm nay em xin phép đại diện quý mình quân của công đoàn Nghĩa Điền Quê Tôi và Tạ Xuân Trung để cho tiền hỗ trợ cho chị tiền và để đảm bảo chất minh bạch thì em xin phép vừa tâu tiền vừa đến tiền cho nó rõ ràng. Và đến ngày hôm nay thì số tiền kêu gọi được là 23.550.000 đồng. Em xin phép cho chị nhé. Dạ, chị nhận thêm 1 triệu ạ, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu, 11 triệu, 12 triệu, 13 triệu, 14 triệu, 15 triệu, 16 triệu, 17 triệu, 18 triệu, 19 triệu, 20 triệu, 21 triệu, 22 triệu, 23 triệu, 550.000 đồng. Thì chị Truyền có là những người đến quyết định của hỗ trợ chị không? Giờ không biết nói gì hơn, nhờ sự giúp đỡ của các mạnh thường quân thì đã chia sẻ phần nào khó khăn đến với tiền cũng xin cảm ơn thì thôi chứ giờ không một lần nữa thì em xin tiếp đại diện cho fanpage Nghĩa Điền Quê Tôi và anh Tạ Xuân Trung thì gửi lời cảm ơn đến quý mạnh thường quân đã hỗ trợ và quan tâm đến hoàn cảnh của chị tiền. Xin cảm ơn. Sau khi ba đứa tự tạo được cái tiếng nước của anh em Xuân Trung cũng có kêu gọi mạnh thường quân cũng không được một chuyện nữa để giúp chị thêm một ít vũ khí để tương đương tiền chữa trị. Em là trên trạc cầu Hiên, em là cũng ở mạng thường quân kêu gọi trên Facebook, cộng đồng trên Facebook từ 900 màu tôi xin lỗi cảm cho chị. Cảm ơn. Dạ, chúc chị cho sức khỏe dồi dào. Dạ, em ơi. Rồi mấy anh em rồi cũng có nói với tiền rồi cố gắng đi em. Dạ. Rồi chú ý trên tinh thần quan trọng. Đó, cố gắng là mình để mình điều trị bệnh chứ không có suy nghĩ gì cho nó tiêu cực ảnh hưởng tới bệnh tình. Quan trọng là cái trên tinh thần là 50 á. Đó, nên em cố gắng nha. 50 chứ, tinh thần 30. Không. Đó là để đi ra có chi phí điều trị rồi. Nói chung là cũng cảm ơn quý mạnh thường quân rồi, cảm ơn anh em bên thiện nguyện để hỗ trợ cho Tuyền và dễ nghe em cố gắng nha. Cũng như cái trường hợp của gì của bé gì mà ở chỗ ngoài ông có đó nghiệm của bé quanh nó. Bữa nay khỏe rồi nghe, khỏe là đi đốn được rồi. Bữa nay khỏe lắm rồi, đốn được vui vẻ lắm. Có bữa đó là em nó bị di can son con mắt là nó mờ rồi. Nó nhẫn cái đồ đó thì đó có mạng kia. Bữa nay là nói chung là đi đốn được là cái đó. Dạ đúng rồi
Rồi một lần nữa xin cảm ơn quý mạnh thân quân rất nhiều.